cái món Việt luôn hả chị? Dạ. Ngon quá. Là tính theo phần hay là tính theo món chị? Tính theo phần anh, ví dụ như ba người là năm món nè, Dạ. ba người là năm món, năm món là Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì cũng đến giờ ăn trưa rồi. Và ngay tại Chăm Pa Sắc này có rất là nhiều quán ăn mà người Việt, và đặc biệt là tại chỗ này á, Bùi Hồ được anh Hòa giới thiệu rằng là có một cái quán cơm phần của người Việt cũng khá là ngon. Đó là quán cơm phần Dũng Thảo. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng tất cả các bạn qua đây để xem coi người Việt bán những cái món gì ha. Nghe cái chữ cơm phần Dũng Thảo thấy quen quen, gần như là mình quên mình đang ở Lào vậy á. Khi mà đi nước ngoài cái điều khó khăn nhất là đó là ẩm thực về ăn uống, nhưng mà gặp cái quán cơm mà người Việt á thì mình lại cảm thấy là nó phấn khởi ra, nó hay hay lắm. Dạ chào chị. Dạ em chào chị Thảo ha. Em là ở Việt Nam mới qua đây chơi. À vậy à? Dạ, mới đây qua đây thấy người Việt của mình mà quán cơm phần Dũng Thảo thấy tự nhiên vui vui. À, ghé đây ủng hộ. Bây giờ mình gọi thịt kho trứng một cái ha. Đúng rồi, một thịt kho trứng nè. Mực xào hẹ ha. Mực xào hành. Gà nữa là được. Mề gà nè. Gà xào với mề. Mề ăn không? Kêu đấy, kêu nhiều nhiều đi. Mề gà xào, măng không? Có măng, măng chua hả chị? Dạ, dạ măng chua, măng thơm mạnh. Dạ. Rồi rau xào. Có canh gì không? Có canh tươi hay anh? Canh mồng tươi hả chị? À, chị Thảo anh Dũng là qua đây là lập nghiệp là bán bao nhiêu năm hả chị Thảo? Em bán được 15 năm rồi. 15 năm. Quê của chị là ở đâu? Quê em ở Huế. Huế. À. Rồi có con cái gì bên này hết rồi hả chị? Không. Em con ở Việt vậy đó. Cơm ở Việt ha. Tại vì người Việt sống ở đây rất là nhiều nên chị sẽ bán mình những cái món Việt luôn hả chị? Dạ. Ngon quá. Là tính theo phần hay là tính theo món chị? Tính theo phần anh, ví dụ như ba người là năm món nè. Dạ. Ba người là năm món là 90 ngàn. Dạ. Một người là 30 ngàn. Một người 30 ngàn. Rẻ quá luôn à. Khoảng còn món này nè nha. Dạ, ở đây còn có những cái đặc sản thịt dê, lòng xào rồi rất là nhiều món luôn trời. Vậy là anh bán từ sáng đến tối luôn hả anh Dũng? Vâng. Tối thì anh bán cho khách nhậu. Rồi bán khách nhậu, trưa bán cái này thôi. Trưa thì bán cơm phần. Vâng. Dạ. Bình dân. Cơm bình dân. Dạ. Anh mới gọi 3 món đấy thế hả? Năm món hết luôn hả chị? Dạ. Mà nếu như anh ăn thì anh ăn lại 3 món cũng được. Thôi em cần thêm bự luôn. Còn thêm... Cái gì? Này. Gà. Gà với lại... Măng hả? Măng khô ha. Không măng thông nữa, măng chua, măng chua. Phải măng ở đây thì bán làm ăn đồ thấy đỡ hơn ở Việt Nam không chị? Hồi xưa anh em chưa dương khổ quá. Dạ. Lý do là sao? Lý do là tiền kiếp trượt giá hay sao? Tiền kiếp mất giá quá. Dạ. Hay gì thì trước đây thì 1 triệu kiếp thì đem về Việt Nam cũng được gần 3 triệu tiền Việt Nam đúng không? 2 triệu 7. Còn bây giờ thì 1 triệu kiếp thì còn có 3 triệu 4. Chị muốn cũng được cái gì cũng được chứ á. Có cà pháo gì không? Em không có cà pháo, cái này chỉ có mâm nếm mà. Dạ. Cuộc sống ở đây thì người dân Việt Nam của mình có dễ sống lắm không chị? Thì nói chung thì Việt Nam mình qua đây thì cũng như Lào vậy đó. Các bạn muốn người này bạn cái này, người kia bạn người kia vậy. Dạ. Nhưng mà thấy người Lào hiền hòa, em cũng cảm nhận là người Lào rất là hiền. Bây giờ mấy anh ở trong kia kìa. Dạ, đây là anh Dũng, cái chồng của chị Thảo. Dạ, chào anh. Sao mà anh với chị là lại qua đây lập nghiệp, có người dẫn đi trước hay sao anh Dũng? Tôi sang đây lâu rồi. Ngày xưa thì ở việc mình cũng thất nghiệp, cũng có việc làm, sang đây làm, kiếm sống. Dạ mấy anh? Sáng nay phải năm 9 mấy cơ mà. Ở qua đây làm đại gia luôn rồi. Đại gia gì làm mày cũng đủ ăn đấy. Cái năm 9 mấy rồi hả? Dạ. Cái đối với anh thì cái khó khăn nhất của người Việt của mình là khi qua đây là gì hả anh Dũng? Cái nó bình thường thôi chứ cũng khó lắm. Mà
cái so làm ăn nó còn thoải mái hơn ở Việt Nam. Nam thì những người có khả năng, có bằng cấp, có trình độ người ta còn làm được, chứ còn làm dân mà ấy thì làm cũng khó. Đấy, bây giờ tiền kịp nó hơi mất cái nó cao cao thì chứ làm được. Anh có bao giờ anh dự định là anh với chị sau này sẽ trở về Việt Nam sinh sống không, hay là sẽ sống đến con cái mình sẽ lập nghiệp ở đây luôn? Đâu, con cái tôi học ở Việt Nam hết mà, giờ dạ. Hai vợ chồng ở đây thôi. Dạ. Mặc dù chuyện dự định thì cũng chưa dự định được. Ừ. Làm đến đâu tính đến đó, bây giờ sao dự định được? Cái mặt bằng ở đây là mình thuê hay sao? Hay là của nhà mình mua luôn? Mình thuê. À, ở Việt Nam mà anh quê ở đâu vậy? Dạ, ở tỉnh nào? Ở Thừa Thiên Huế. Ồ, hầu như ở đây dân Huế nhiều. Dạ. Ở Huế thì anh đi cửa khẩu nào anh Dũng? Lai Bảo. Lai. Lai. Anh có về thường xuyên về Việt Nam lại không? Hay là lâu lắm thì anh mới về một lần? Về mai chứ, về suốt. Mai và tháng về lần. À, vậy ha. Hôm nay gặp quán cơm của người Việt thì tự nhiên tụi em cũng đi ganh để mà đi chơi ở Lào để cảm nhận cái không khí tại Lào á. Cảm ơn anh với chị. Chúc anh chị mua mai bán đắt, gặp được nhiều thành công ha. Cảm ơn anh. Em vô đây em ăn cơm. Mời em ăn cơm. Dạ, cảm ơn anh. Để ráng thử. Ngon quá, thịnh soạn quá Nhân ơi. Em cho anh cái cảm giác là cái cảm giác của em như thế nào khi mà em được ăn món cơm của người Việt ngay tại bây giờ Lào. Mình đang, anh ngăn vô đây. Kinh xem lại. Xem lại. Dạ anh ngăn vào đó ha. Nói chung là bây giờ mình chưa ăn cái mùi vị thì mình tí mình ăn mình mới biết ha. Còn mình nhìn cái món của người Việt á anh Hồ, mình thấy thân quen giống như là mình đang ở Việt Nam thiệt vậy đó. Thịt kho trứng nè, thấy không, thịt luộc nè, mực xào, mấy món này của người Việt mình không à. Và làm cái màu sắc với lại cách làm nó nghĩ là y chang như vậy á. Ở Lào thì đa số là ăn nếp, còn ở người Việt của mình á là ăn gạo. À, cơm nè đúng không? Đúng rồi. Cơm hay nếp? Cơm. Cơm, gạo á. Rồi bây giờ em sẽ dùng thử một vài món ăn với cơm nữa thôi để mô tả cho cô bác quý anh chị hiểu thêm, cũng như là một cái quán cơm người Việt ngay tại Lào, để mai mốt mà có dịp mà cô chú anh chị mà xem được clip này thì có thể đến cái quán cơm của anh Dũng Thảo để mà ủng hộ người Việt của mình. Dạ. Yeah. Trà đá hả? Trà đá. À không, nước lạnh. Anh bảo là phải dựng lại, dựng nó tốt, nó nắp. Đây anh Hậu nha. Ok, cảm ơn em. Đối với mình á, gặp quán cơm người Việt thì rất là mừng. Tại vì thôi, chú, giao tiếp tiếng Lào cũng rất là khó, gọi món ăn này cũng rất là khó. Gặp người Việt thì nói chuyện tiếng Việt thì nó rất là dễ chịu. Thèm món này quá nè chú. Thịt kho trứng đi mấy ngày nay. Nêm nếm y chang ở Việt Nam. Tại người Việt mà. Được mới. Đó em ăn cháo bún xào hay là thịt xào là cho như thế nào? Mà rau muống này không biết là ở đây mình cũng trồng hả? Trồng. Ở Lào cũng trồng hả? Chứ không phải là tự mọc. Rau muống này hơi dai. Nhưng mà xào quá thì cũng có vị ngọt ngọt, thì dầu vừa đủ á cho nên là nó thấm. Còn anh Ngân, cảm nhận của anh là một người Việt đi nước Lào lại thưởng thức món Việt ở trên đất Lào. Một cái đất nước mà anh em với Việt Nam mà nói chung là về cái khẩu vị ăn uống thì nó cũng khá là lạ. Thì cái cảm nhận của anh như thế nào anh Ngân? Theo tôi là ghé quán này ăn cái như ở Việt Nam mùi giống miền Nam Y thôi. Tôi cứ cảm giác như là toàn cơm trên quê nhà. Tội nghiệp anh Hồ, không được ăn. Chắc cầm bữa để cảm nhận cái hương vị quê hương trên cái đất nước bạn ha. Cái thịt kho trứng này anh Hồ, kho theo kiểu con cờ đó, nhỏ nhỏ, chứ không phải là kho tàu nha. À, chỗ em hay kêu là thịt kho con cờ, con nhỏ.
mua theo kiểu người Huế đúng không? Gừng rất là nhiều. Anh nghe mùi gừng không? Ngon quá. Ngon quá, giống như một bữa cơm gia đình vậy anh cơ. Thực ra hồi mình đi nước nào mình cũng ăn về cái đặc sản của nước đó. Ăn là một cái sự mình trải nghiệm, mình muốn thử cái món đó thôi. Và có thể mình thấy nó ngon ở ngay cái giây phút đó. Nhưng mà sau nhiều ngày mà mình ăn những cái món ở một đất nước xa lạ đó, mà mình quay trở về cái món Việt á, là anh thấy một cái cảm giác đó, nó mới đúng là những cái gì thuộc về mình đó. Đó là cái vị của quê hương. Mặc dù là mình ăn những cái món sơn hào hải vị, những cái ẩm thực của những cái quốc gia khác nhau, thì mình cảm thấy là nó lạ. Nó lạ thì mình cảm thấy mình thích, mình hứng thú với món ăn đó. Có một cái ý như thế này nè anh Hồn. Diễn viên Johnny Trí Nguyễn á, hôm trước có trong một cái buổi phỏng vấn trò chuyện thì có nói một cái ý em thấy rất là hay. Anh ta đã bôn ba ở nước ngoài biết bao nhiêu năm rồi, nhưng mà một ngày anh ta trở về Việt Nam á, anh ta hít cái bầu không khí ở Việt Nam và nhìn những cái công việc, những cái cuộc sống ở Việt Nam á, tự nhiên á là anh ta có một cái cảm xúc. Cái cảm xúc đó là ồ, anh ta thốt lên nha, ồ đó mới chính là đây nè, từng cái tế bào của mình đã từng sinh ra và lớn lên ngay tại đây nè. Cho nên đó là cả cái khí hậu, cái thổ nhưỡng, khi mà cha mẹ mình sinh mình ra đất nước nào anh Hồ, thì những cái từng cái tế bào ngay từ ban đầu của mình nó đã thích nghi với cái khí hậu đó, món ăn đó và những cái thổ nhưỡng ở đó. Cho nên là dù cho mình có đi đâu, mình trở về đó mình mới phát triển một cách thật là đúng với tất cả những cái tế bào trong người mình. Những cái ý là đúng là rất là hay đúng không? Nếu anh có xem được cái đoạn clip mà Johnny Trí Nguyễn trả lời phỏng vấn, thì cái dòng máu Việt mà, cái gió Việt nè, cái hương vị của Việt Nam nó đã chảy ở trong người mình từ nhỏ đến lớn rồi. Và mình đi đâu thì cũng không qua cái hương vị của quê nhà. Mặc dù là mình đi những cái nước, có thể là mình đi những cái nước rất là phát triển, như anh em mình đã từng đi Singapore, đã từng đi qua Indo, mình cảm thấy ồ món ăn nó lạ. Nhưng mà thật ra thì tự nhiên đối với bản thân anh, đi ăn 3 ngày thôi mà tự nhiên thèm cái vị canh chua ở quê nhà. Nó một cái món chỉ cần canh chua cá gì cũng được á, với lại món thịt kho là tự nhiên thấy nó muốn chảy nước miếng luôn á. Cái cảm giác nó vậy á, tại vì nó đã từng được nuôi dưỡng bởi cái vùng đất đó, con nước đó và cái sự thân thương ở đó. Chỉ có người xa quê họ nói rồi mới cảm nhận được thôi. Còn những cái người mà từng sống ở quê hương ơi, sống ở đây cảm thấy nó chán quá, không có gì vui. Nhưng mà cảm thấy người xa quê thì trở về quê hương mới thể hiện hết cảm xúc đúng anh nha. Đúng. Thì anh cũng đã từng đi rất là nhiều nước, thì đối với bản thân anh có cái cảm giác là thèm cái hương vị của quê hương không? Thèm lắm. Từ chân nhắc tới quê hương cũng nghẹn. Quê hương một cái mộng. Nên đi đâu là cũng trở về quê hương mình, quê hương là trầm cái ngọt mà cũng chính vì hai tiếng quê hương mà chú Ngân mới lặn lội sang đến đây đó đúng không anh Hồ, để tìm lại cái cội nguồn ngày xưa, tổ tiên cái đã từng sinh sống. Đúng rồi, cái hành trình đến Lào lần này thì cũng chính là anh Ngân thực hiện lại cái ước mơ từ thời bà ngoại kể lại, rồi ngồi đây để thưởng thức cái hương vị quê hương, thì nhớ lại những cái chuyện ngày xưa thì nó đến khi ngậm ngùi, mà bữa cơm này thì rất là ngon. Thì thôi, chắc có lẽ là anh em nói bao nhiêu đó để thể hiện hết cái cảm xúc của những người đi xa quê hương thì nó nhớ như thế nào. Chỉ một vài ngày thôi đã nhớ cái vị quê rồi, đừng nói cô chú mà đã từng sống ở trên những cái nước Mỹ đúng quá đủ mấy chục năm thì lại càng da diết hơn nữa. Thì thôi, chắc có lẽ là anh em mình sẽ tắt clip này và thưởng thức một cái bữa thôi cơm bây này giờ nữa. Anh Hồ quay tiếp đi chú Ngân, để anh em mình ăn hơi ngon quá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở chuỗi video clip sau, một hành trình tìm lại thăm cuộc sống, tìm hiểu về cuộc sống người Việt trên đất Lào, cũng như là khám phá những cái nét văn hóa tâm linh tín ngưỡng cũng như là những cái phong tục của Lào, còn ở dài ở chuỗi video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị. Rồi, bye bye.